Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý anh chị chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị. Hôm nay Biển Xanh sẽ giới thiệu đến quý anh chị mình một lô cặp quý anh chị nhé, nằm ở vị trí trung tâm gần hồ sinh thái, công viên và phố đi bộ. Và vị trí lô cặp của chúng ta ngày hôm nay là từ cái nhà này mình đo sang 4m là một lô, chúng ta đo thêm tiếp một lô nữa là 4m, sâu xuống dưới là 18-72m2, hai lô liền kề quý anh chị nhé. Nếu mình mua hết hai lô luôn thì sẽ thành ngang 8-18, mình xây biệt thự cũng khá là đẹp quý anh chị. Và giá chỉ có 830 triệu trên một lô. Chủ đất đang cần tiền cho nên muốn bán nhanh. Chỉ có 830 triệu trên một lô, bao tất cả mọi thuế phí sang tên, hai lô liền kề hướng Tây. Và ngay bên cạnh đây thì cũng có một cái công viên, mình chạy thẳng phía trước là ra ngay trục chính để đi ra cổng chính và sang công viên 7 kỳ quan quý anh chị nhé. Còn hướng ngược lại thì mình sẽ ra hồ sinh thái, phố đi bộ và công viên. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Vị trí này khá là đẹp để mình có thể sở hữu, mua an cư lập nghiệp hoặc để dành đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Bởi vì đây là một vị trí trung tâm, đất gò cao réo gần nhiều công viên, hồ sinh thái, phố đi bộ, cho nên là chúng ta có xây nhà ở đây thì cái hơi nước từ cái hồ sinh thái nó mang lên mình cũng sẽ rất là mát. Do đó mà đây là một vị trí cực kỳ là tiềm năng để quý anh chị có thể sở hữu. Hướng Tây quý anh chị nhé, 4 x 18 72m2 trên một lô. Sổ hồng riêng, pháp lý cực kỳ là minh bạch và rõ ràng. Quý anh chị mình mua lẻ một lô thì cũng được luôn quý anh chị nhé. Bởi vì đây là hai chủ khác nhau, cho nên là nếu mà mình mua lẻ một lô thì Biển Xanh cũng sẽ làm được cho chúng ta. 4 x 18 72m2, 830 triệu trên một lô, bao mọi thuế phí. Quý anh chị hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.